Xin chào các bạn, vẫn là hai bọn mình trong buổi bàn luận sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói tiếp đến chiếc iPhone thế hệ mới. Và đây là chiếc iPhone đặc biệt, bản kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Nó có tên chính xác đó là iPhone 10. Theo như cách mà Tim Cook cũng như là các đồng nghiệp của họ đọc nó là iPhone X, thì chúng ta sẽ đọc nó là iPhone 10. Và đầu tiên mình cứ nghĩ là phải đọc iPhone X, tại vì trên màn hình hiện dòng chữ là iPhone X. Tuy nhiên thì họ lại đọc là iPhone 10, cho nên chúng ta sẽ có tên chính thức của nó là iPhone 10. Hóa ra thì cái chiếc máy này là cái chiếc máy mà được rò rỉ tất cả thông tin từ trước đến giờ, mà không phải là bộ đôi 8 hay là 8 Plus. Chúng ta gần như là đã biết phải đến tầm 70-80% của chiếc máy này rồi. Và từ cái thiết kế cho đến những cái gì bên trong nó thì chúng ta đều đã có thông tin rò rỉ trước đó. Và bây giờ sẽ tổng hợp lại cùng với những cái mà chúng ta vừa được biết vừa xong. Đầu tiên thì về thiết kế thì tất cả đều đã nắm rõ rồi. Tại vì cái mô hình có người từng trên tay như nào thì chiếc máy này nó cũng y như vậy. Chúng ta sẽ có một cái phần viền màn hình rất mỏng và nó cũng khoét một tí ở phía phần bên trên y như vậy luôn. Cùng với đó là chúng ta sẽ có hai mặt lưng kính. Ngoài ra còn điểm gì nhấn vào cái con iPhone X? À, camera đặt dọc đúng rồi. Không còn Touch ID nữa. Và ngoài ra còn điểm gì nữa nhỉ? Đấy là những cái, và màn hình của nó là màn hình siêu mỏng. Đấy là những cái đặc điểm khác biệt về mặt thiết kế đó. Đấy, thiết kế thì có lẽ chúng ta không lạ lẫm gì rồi, tại vì quá nhiều hình ảnh rò rỉ cũng như video, thậm chí là có cả phiên bản mô hình cầm trên tay rồi, thì chúng ta đã biết được về thiết kế của iPhone 10. Ngoài ra thì tiếp theo là sẽ đến phần màn hình. Màn hình là cái có rất nhiều cái điều đáng để nói ở đây. Lần này thì Apple đã dùng một cái công nghệ màn hình là OLED, và họ đã nói rằng là OLED sẽ có nhiều ưu điểm và nhược điểm, nhưng mà cái công nghệ màn hình mới này họ gọi đó là Super Retina này, màn hình Super OLED Retina gọi vậy đi. Thì họ nói là với công nghệ mới này thì họ có thể tự tin đưa lên sản phẩm của họ, tại vì nó đã đạt được cái tiêu chuẩn làm hình OLED tốt nhất từ trước đến giờ. Và với những công nghệ tích hợp kèm thì chúng ta sẽ đầu tiên về phần vật lý đi, thì nó hơi cong nhẹ một tí ở phía mép màn hình theo như Apple nói này. Thứ hai là nó bị vát một tí ở phần bên trên, một cái ô giống như một ô sổ nhỏ chứa các cảm biến vậy. Thứ ba đó là màn hình này theo như cái kích thước là 5.8 inch và độ phân giải là 2436 x 1125 pixel, chia ra thì nó rơi vào khoảng 19.5:9. Nhưng mà bọn mình nghĩ là sau trừ đi cái khoảng phần trên, phần thừa phía trên, cái phần mà giống như cái thanh công cụ ấy, gồm có ngày giờ với lại cột sóng, pin, thì chúng ta gần như là sẽ còn một màn hình kích thước là 18.5:9, giống như là S8. Đúng rồi. Đấy. Và cũng là 5.8 inch luôn, S8 cũng là tầm đấy. Và như vậy là hai chiếc máy này có nhiều điểm khá tương đồng. Ngoài ra thì công nghệ màn hình mới này cho phép hỗ trợ công nghệ HDR, sẽ có Dolby Vision và HDR10. Toàn những công nghệ khủng cả chúng ta thấy ở trên XZ Premium hay là LG G6 ấy. Ngoài ra thì màn hình này là OLED cho nên độ tương phản nó rất cao. Ở đây họ ghi đó là 1:1,000,000. Có nghĩa là cái mức độ tương phản giữa hai điểm ảnh nó có thể đạt một mức độ rất là xa như thế. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có 3D Touch và màn hình nó là màn hình trung tâm. Còn yếu tố nào khác nữa thì hầu như là không còn ở đây nữa. Và nói chung là về cái màn hình này thì không biết là nó sẽ có đặc tính gì khác đi so với những màn hình kiểu như là màn hình cũ của Apple ngày xưa như này không. Biết đâu là giải màu nó khác đi và nhìn nó có sự khác biệt nào đó, không biết là như nào. Nhưng mà đại loại là những công nghệ mà họ tích hợp vào như này thì cũng rất đáng giá rồi. Đấy là về phần màn hình, anh Dương có bổ sung gì không? Về phần màn hình là như vậy rồi. Thì đúng là cái cách thay đổi viền tràm màn hình ra là nó là xu hướng rồi. Nhìn thiết kế với một màn hình lớn thì thiết kế nó sẽ nhỏ gọn hơn đó. Nhưng mà với cái màn hình như vậy và không có phím home nữa thì chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen một chút. Đó là đầu tiên là chúng ta sẽ thoát ra bằng cách thoát ứng dụng ra bằng cách vuốt từ dưới lên này, rồi là vuốt từ trên xuống là để vào những thông báo nhanh này đó, rồi là vuốt từ bên cạnh sang là để vào các cái đa nhiệm này. Đó là chúng ta sẽ thay đổi một chút về cái thói quen sử dụng. Thì cái kiểu vuốt như này làm anh nhớ đến những cái chiếc máy BlackBerry kiểu như là Z10. Chính xác. Và nếu các bạn không xem cái tường thuật trực tiếp vừa rồi thì các bạn hình dung là toàn bộ mặt trước này nó là màn hình luôn. Chúng ta không có nút home nữa, muốn ra home thì chúng ta phải vuốt từ dưới lên này giống như là BBS 10 vậy. Hiện nay mình đang dùng chiếc passport, mình cũng vuốt từ dưới lên này để mở khóa. Và bây giờ thay vì ấn phím home, các bạn sẽ vuốt từ dưới lên như này. Còn lại, cái việc mà kéo cái control center không phải vuốt từ dưới lên mà nó lại ngược lại, vuốt từ trên xuống như Android vậy. Và đó là cái bây giờ đã bắt đầu có cái sự gọi là phân mảnh. Đấy, phân mảnh. Thì bây giờ các thiết bị còn lại kéo từ dưới lên, riêng thằng iPhone 10 kéo từ trên xuống. Bây giờ bắt đầu có sự phân mảnh thì không biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Đấy là những cái thao tác về phím home. Còn lại thì ngoài ra không còn phím home nữa, chúng ta muốn mở đa nhiệm thì thế nào?
thì cũng sẽ kéo từ dưới màn hình lên, kéo nhẹ nhẹ thôi và giữ ở chính giữa này thì nó sẽ hiện ra những ứng dụng đang chạy ngầm. Đấy, kiểu như vậy. Và đó là những cái liên quan đến phần màn hình. Tiếp theo về phần hiệu năng thì chúng ta cũng vẫn sẽ có con chip A11 Bionic và thanh RAM thì chưa rõ nhưng mình đoán là có lẽ tầm 3GB, 4GB bây giờ chưa cần thiết, không phải con iPad làm việc nặng để mà cần đến 4GB RAM. Và bên pin thì cũng chưa được công bố nhưng họ nói là nó sẽ cho thời lượng dùng hơn khoảng 2 tiếng so với iPhone 7. So với iPhone 7, nghĩ là vẫn kém hơn một chút so với iPhone 7 lớn. Có vẻ như là vậy. Và vậy... nhưng mà chưa biết đâu được. Chưa biết đâu được. Nói chung là cũng phải chờ đợi xem, nhưng mà cái mức dung lượng pin vậy như vậy là cũng rất ấn tượng rồi. Đấy là về phần cấu hình, chúng ta có lẽ cũng không cần phải nói nhiều. Bây giờ đùng một cái nó ra mắt coi như là mạnh mẽ nhất thế giới rồi. Thì về phần camera. Camera thì bộ đôi camera lần này nó đặt dọc. Họ không nói rằng tại sao họ lại đặt nó làm dọc. Họ không nói cụ thể tại sao lại đặt làm dọc. Nhưng mà thông số có thay đổi, đó là cảm biến to hơn một chút. To hơn, vẫn 12 megapixel, nhưng mà khẩu độ mở nó lại lớn hơn một tẹo so với con 8 Plus là cái con cùng ra mắt. Đó là khẩu độ mở camera chính là 1.8 f/1.8 và camera thứ hai chụp chân dung là f/2.4 thay vì f/2.8 như trên 7 Plus và 8 Plus. Như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng chụp chân dung tốt hơn và họ sẽ tích hợp rất nhiều cái kiểu hiệu ứng, ví dụ hiệu ứng trong phòng chụp studio này, hiệu ứng phim này, hiệu ứng gì đó để chụp chân dung cho chúng ta, và màu sắc của nó cũng khá là ấn tượng. Hay là chụp để chúng ta chỉ cần giữ lại mỗi hình người thôi và đằng sau là nền đen. Cái đó là một cái công nghệ về phần mềm cũng khá là hay. Về camera thì tất nhiên nó cũng vẫn sẽ quay được video 4K 60fps rồi. Còn điều gì cần phải nói nữa? À, camera selfie nó có chế độ portrait mode luôn, có nghĩa là chúng ta có thể chụp giả lập xóa phông bằng camera trước. Có vậy thôi, còn gì nữa nhỉ? Quay cái kia thì em nói rồi đúng không? 4K 60fps là có rồi này. Đó. Thế thì chắc là cũng chỉ thế thôi, chủ yếu là cái camera của nó thay đổi hơn so với cả camera của 8 với 8 Plus ở cái khẩu độ là f/2.4 thay vì khẩu độ là f/2.8 thôi so với 8 Plus. Và cả hai camera này đều có chống rung quang học giống như chiếc Note 8, và nó là camera phone thứ hai trên thế giới được trang bị chống rung quang học cả hai ống kính. Chúng ta sẽ tiếp đến với lại một cái vấn đề mà người ta bàn tán rất nhiều, đó là cảm biến vân tay đặt ở đâu trên iPhone 10. Và rất tiếc là iPhone 10 đã không còn Touch ID nữa, có nghĩa là không có cảm biến vân tay nữa. Thay vào đó là cái gì anh Dương? Thay vào đó là nhận diện khuôn mặt Face ID. Vậy là mình đoán đúng ý. Mình đoán đúng rồi. Và ở trong cái buổi đó thì người ta nói rằng là Touch ID thì cái xác suất của nó sẽ là 1/50.000. Có nghĩa là nhận biết nhầm người. Nhầm người là 1/50.000. Đúng rồi. Còn Face ID nhận diện khuôn mặt sẽ là 1/1 triệu. Các bạn chú ý nhá, đây là nhận diện khuôn mặt, nó dùng rất nhiều cảm biến ở phía trước này chứ không phải là nhận diện khuôn mặt giống như một số máy Android đâu. Đúng không? Đúng rồi. Và không phải cái kiểu nhận diện khuôn mặt chúng ta thường thấy, mà nhận diện khuôn mặt này nó rất thông minh. Không biết là Apple đã làm gì với lại cái việc viết lên trí tuệ nhân tạo của họ, nhưng mà cái phần xem về Face ID này rất là ấn tượng đối với mình. Có nghĩa là ví dụ bình thường chúng ta dùng một cái điện thoại giơ lên để mà nhận biết mặt chúng ta này, chúng ta ghi mặt vào chỉ xoay kiểu 48 hướng này, nó sẽ nhận khuôn mặt của chúng ta. Tuy nhiên thì ví dụ là nó sẽ thông minh đến cái độ là ngày sau bạn mọc râu hơn một tí thì nó sẽ ghi nhận hình ảnh của ngày hôm đấy khi mà bạn mở khóa màn hình để ghi vào cái cơ sở dữ liệu của máy. Sau đó nó nhận biết là mỗi ngày chúng ta mọc râu hơn một tí, và để đến khi bạn mọc râu hơn hẳn đen xì nữa nó vẫn nhận ra được mặt bạn. Hay là bạn có đội thêm một cái mũ, đeo thêm một cái kính, hay thậm chí đánh son môi màu khác nó vẫn nhận ra được. Và họ đã khẳng định là tỷ lệ nhận nhầm chỉ có 1/1 triệu thôi, có nghĩa là bảo mật tốt hơn nhiều so với lại Touch ID. Có thể quảng cáo chỉ là quảng cáo, nhưng mà nói chung về công nghệ như vậy thì cũng rất ấn tượng rồi. Và không nghĩ là họ có thể đưa lên một công nghệ trước giờ họ chưa từng làm mà nó có thể tốt được như thế này. Cái này thì anh nghĩ là thậm chí là đối với anh em mình ra nhiều mối tay khi còn sướng hơn ấy, bởi vì là anh rất hay trượt trên iPhone 7 hay 7 Plus. Cũng hợp đúng lý không? Và cũng nhờ rất nhiều cảm biến nhỏ đặt ở cái phía màn hình được khoét ở mặt trước ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng được cái tính năng Face ID đó trong một cái mục đích khác, đó là tạo ra những cái hình emoji động mà Apple gọi nó là Animoji. Có nghĩa là bình thường khi mà nhìn nó nhận biết cơ mặt của chúng ta, mình há mồm thì chọn một cái emoji nó cũng há mồm theo, hay là nói như nào thì cái chuyển động khớp miệng này nó cũng chuyển động theo như vậy. Sau khi ghi lại được một cái đoạn video của cái emoji đó thì chúng ta có thể gửi đi cho bạn bè qua iMessage, hoặc là lưu lại thành một dạng video để gửi qua dạng khác cũng được. Và cái phần trình diễn này cũng khá là hay và rất nhiều người hứng thú, bằng chứng là họ đã vỗ tay nhiều và cũng cười khá là nhiều. Thì không biết là tính ứng dụng thực tế của nó có như có nhiều hơn được không? Chứ bây giờ mỗi iPhone 10 là nó có cái Face ID đó thì mỗi nó có thể tạo ra dạng video cái dạng mà Animoji đó đúng thôi rồi. Còn lại những con iPhone khác thì chịu, bên nó chỉ có thể nhận thôi thì cũng
hơi tù. Cái này thì làm anh liên tưởng tới cái ứng dụng MSQRD ngày xưa ấy. Đấy, nó cũng ghép dâu rồi là rất nhiều thứ rồi. Mặt con hổ y hệt như thật luôn, không khác một cái gì so với mặt con chó mà hôm nay ông ấy trình diễn ra cả. Đấy, thì đúng là đây là những cái công nghệ mới. Ngoài ra nữa thì những cái gì ở trên iPhone 10 thì gần như là đã lộ hết rồi. Đúng rồi. Có những cái điểm mà bọn mình đang kể ra nhấn mạnh đó thì là nó chưa từng được biết đến thôi. Còn mình vẫn không hiểu tại sao họ đặt camera dọc trong khi hai thằng còn lại là đặt ngang như bình thường. Đặt dọc, nếu đặt dọc nằm giữa đi, nằm chính giữa giống như kiểu mấy con Huawei thì nó lại còn được được. Đây là lệch hẳn. Đặt dọc lệch thì nó lại không đẹp lắm đúng không? Đúng rồi, đặt dọc là mở giữa này nhìn nó sẽ ổn hơn. Người ta cứ nói rằng là để dọc như thế thì lúc mà xoay ngang ra thì nó tốt cho AR hơn, nhưng mà rõ ràng là iPhone 8 với cả iPhone 8 Plus chúng ta vẫn để ngang mà vẫn xem AR vẫn ok chứ. Đúng, và cái lý do giải thích đó nó hoàn toàn không rõ ràng và mang tính kiểu cảm tính nhiều hơn là có cơ sở. Do vậy là mình để xem là chờ máy ra xem có ai đó giải thích là tại sao Apple đặt dọc như vậy không. Và chúng ta cũng sẽ vẫn có hai cái bản mẫu trong là 64GB và 256GB. Tất cả những yếu tố khác chúng ta cũng vẫn sẽ có đầy đủ, ví dụ như là sạc không dây hay là tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi vẫn giống, không có giống như cũ là IP67 không nhỉ, hay là thành IP68. Anh cũng chưa biết là tiêu chuẩn IP như nào bởi vì là Apple không bao giờ công bố những này, mà chúng ta sẽ tự tìm hiểu thôi. Tuy nhiên là chắc chắn là có kháng nước kháng bụi rồi đó, vẫn loa kép, hình như là vẫn hai loa kép đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi là kháng nước kháng bụi này, hai loa kép này, ba đề tắt chắc chắn vẫn sẽ có rồi đấy. Chỉ có mình chỉ thấy có mỗi một cái rất là băn khoăn, đó là cái thao tác sử dụng của người dùng nó khác đi rồi. Bình thường bạn dùng một cái iPhone cầm sang một cái iPhone khác thì dùng được ngay, thậm chí là sang iPad cũng thế, không cần phải làm quen. Nhưng mà riêng cái con iPhone 10 này các bạn lại không còn home, các bạn cứ phải vuốt từ dưới lên trên, vuốt từ trên xuống dưới để mà bật tắt nhanh cái thanh control center ấy. Thì rõ ràng là nó khó khăn, phải mất một thời gian ngắn để làm quen. Người nào mà không quen nó phải mất một thời gian dài để làm quen. Thì cái này là cái mà đáng suy nghĩ thôi, chứ còn sau này thì không biết như nào. Và như vậy là mình đã tổng hợp đầy đủ những cái cần biết về iPhone X là iPhone 10 vừa ra mắt vào ngày hôm nay. Còn các bạn cảm thấy như nào về sản phẩm này? Có đột phá gì không mà các bạn hứng thú với lại tính năng mới nào nhất? Mời comment phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.